Quy Lộ. Phim mới của Đàm Tùng Vận được xem bản sao của siêu phẩm Bên Nhau Trọn Đời. Dự án phim Quy Lộ Đường Về Nhà với sự tham gia của cặp đôi Tỉnh Bạch Nhiên và Đàm Tùng Vận. Bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo, xoay quanh chuyện tình của Lộ Viêm Thần Tỉnh Bạch Nhiên và Quý Hiểu Đàm Tùng Vận. Trên các diễn đàn, Quy Lộ Đường Về Nhà được nhiều người ngợi khen khi có tình tiết nhẹ nhàng, màu phim đẹp, có sự khác biệt với nguyên tác của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo. Diễn biến tâm lý và phản ứng hóa học của Tỉnh Bạch Nhiên và Đàm Tùng Vận cũng được đánh giá cao, nhận được hiệu ứng truyền thông tốt. Quy Lộ đạt tỷ suất người xem ở mức 1,825%, cao hơn Đi Về Lời Cỏ Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện. Lượt xem hiệu quả Vân Hợp, bảng ước đoán của Quy Lộ là 34 triệu, vượt Trùng Tử của Dương Siêu Việt và Tử Chính Khê, 14 triệu. Một số bình luận của khán giả: bởi vì tôi thích Đàm Tùng Vận nên tôi nhất quyết xem nó mọi lúc. Phim chuyển thể khác biệt với nguyên tác, nhưng đến năm 2023 vẫn khư khư chuyện cha mẹ sẽ sắp đặt hôn nhân và những âm mưu kỳ lạ phi logic. Không hiểu vì sao ngay từ đầu nữ chính không được sắp đặt, Quy Hiểu chỉ là một cô gái nhỏ có mối tình khó quên, không có bất kỳ hình dung nào về cuộc sống. Tôi thích cách diễn xuất của Đàm Tùng Vận, nhưng thật khó chịu khi nhân vật Quy Hiểu luôn bị động chờ đợi sự cứu giúp che chở của người khác, còn Tỉnh Bạch Nhiên rất hợp với vai Lộ Viêm Thần. Tôi đã theo dõi Đàm Tùng Vận và xem rất nhiều bộ phim của cô ấy, cảnh khóc của Đàm Tùng Vận khiến người khác lây lan thật. Quy Lộ Đường Về Nhà là bộ phim tôi rất mong chờ. Tôi không ngừng nổi da gà trước loạt phản ứng hóa học giữa Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bạch Nhiên. Tôi rất mong chờ Tỉnh Bạch Nhiên đóng phim giải tập, quả thật không hề thất vọng. Đàm Tùng Vận quả thật nữ thần thanh xuân ngoài đời thực, kết hợp với Ice Cream Mitchy cũng bùng nổ đến đó. Nhiều mặt phim cho rằng đây là bản sao của bộ phim Bên Nhau Trọn Đời, khi cả hai phim đều có cốt truyện xây dựng nhân vật chính chia tay mối tình thanh xuân, hàn gắn sau nhiều năm gặp lại. Tuy nhiên mỗi bộ phim đều có một công thức riêng và lực hấp dẫn riêng. Nhiều người hy vọng Quy Lộ Đường Về Nhà có thể tạo được tinh hoa cho khán giả và tạo thêm danh tiếng cho Tỉnh Bạch Nhiên và Đàm Tùng Vận. Tỉnh Bạch Nhiên và Đàm Tùng Vận cùng kể chuyện tình, đường trộn thủy tinh với nhiều trắc trở của hai nhân vật Lộ Viêm Thần và Quý Hiểu. Họ vốn là bạn học thời niên thiếu, có xuất thân và tình cách hoàn toàn trái ngược, để rồi trở thành tình đầu và tình cuối của nhau với bao cay đắng ngọt bùi. Với vai diễn Quý Hiểu, Đàm Tùng Vận hòa thân thành cô nàng lương thiện ấm áp, lớn lên trong vòng tay của ba mẹ. Cô mong muốn sưởi ấm trái tim lạnh lùng từng bị tổn thương khi có tuổi thơ bị ba bạo hành của Viêm Thần. Tưởng chừng chuyện tình của cả hai sẽ bình yên như vậy, nhưng sóng gió đến với gia đình Quý Hiểu, tình yêu của họ có thời điểm vụt tắt khi lại bùng lên mãnh liệt. Để được một lần nữa ở bên nhau, họ phải trải qua nhiều gian nan thử thách. Sau bao trắc trở, Quý Hiểu và Viêm Thần cũng có một cái kết đẹp cùng cô con gái nhỏ tại thành phố biên giới. Quy Lộ Đường Về Nhà được đánh giá là một trong những tác phẩm tạo dấu ấn năm 2023 của Đàm Tùng Vận. Nữ diễn viên biến hóa linh hoạt từ cô thiểu lượng ngây thơ, vui vẻ thuở đi học đến người phụ nữ trải qua nhiều sóng gió chín chắn và trưởng thành khi bước sang tuổi 30. Từ câu thoại đến biểu cảm, ánh mắt của nhân vật Quý Hiểu đều được Đàm Tùng Vận thể hiện một cách xuất sắc. Khán giả cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Tỉnh Bạch Nhiên khi anh đảm nhận vai Lộ Viêm Thần. Nam diễn viên diễn như không diễn khi đem đến cho người xem hình ảnh của người đàn ông, dù bề ngoài thâm trầm ít nói nhưng bên trong ấm áp. Anh nhập vai tốt giúp tác phẩm thu hút khán giả, bởi nét trong lòng ngoài nạnh, tuy ít nói nhưng tinh tế, quan tâm đến người mình yêu. Nam chính Tỉnh Bạch Nhiên tham gia nghệ thuật khi mới 18 tuổi, với nhiều vai trò diễn viên, người mẫu và ca sĩ. Nữ chính Đàm Tùng Vận là cái tên không còn xa lạ với khán giả qua nhiều thể loại phim. Nữ diễn viên sinh năm 1990 này đảm nhận nhiều vai diễn nổi bật trong hàng loạt phim ăn khách như Lời Danh Nghĩa Người Nhà, Cẩm Y Chi Hạ, Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Xin Gọi Tôi Là Tổng Sám. Trước khi góp mặt trong Quy Lộ, cô tham gia dự án Hướng Gió Mà Đi. Sự mới lạ so với nguyên tác và tài năng diễn xuất của Tỉnh Bạch Nhiên và Đàm Tùng Vận là điều khiến Quy Lộ thu hút đông đảo khán giả. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.